Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Cao 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, ở tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một cái video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái diễn biến mới nhất trên thị trường của chúng ta hiện nay ha. Rồi, như anh em cũng thấy trên màn hình mình đây nè. Thì thật ra thì anh em nhìn thấy BIX tăng, nhưng mà thật ra thì mình nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này á, anh em cần nên cực kỳ cẩn trọng nha anh em. Tại vì như anh em cũng biết rồi, thì vào tuần trước á, thì chúng ta đã có một cái chỉ số CPI của bên phía mà Fed đó, họ công bố hình như là nó là 9,1%. Nó khá là cao so với cái dự đoán ban đầu của nhiều chuyên gia cho rằng là 8,8%, đúng không? Và sau đó BIX đã có một cái cú đâm xuống tầm khoảng là 18.900 đô. Và đến bây giờ nó đã hồi phục khá là mạnh nha anh em. Đó, và dường như là đây là mình cảm thấy rằng là rất nhiều anh em đã cho rằng là có thể là BIX nó đã thiết lập đáy rồi và nó đi lên uptrend. Nhưng mà về riêng cá nhân của mình đó, thì mình cho rằng là đây chỉ là một cái cú hồi thôi, một cái cú hồi trong một cái mô hình giảm ở trong một cái chu kỳ downtrend thôi. Nên những anh em hãy cực kỳ cẩn thận ở cái đoạn này. Và tuần sau nữa thì vào ngày 27 tháng 7 đó anh em, thì chúng ta sẽ có một cái công bố mới từ Fed, đó chính là để quyết định là cái mức nâng lãi suất tiếp theo nó sẽ là bao nhiêu. Thì với mà cái chỉ số CPI mà nó cao đến như vậy đó, thì bây giờ nó đang có hai cái nguồn dư luận trái chiều hả anh em. Một mặt thì nghĩ rằng là Fed sẽ giữ nguyên cái mức cố định lãi suất là 0,75%, còn mặt còn lại là họ đang cho rằng là có thể sẽ có những cái thay đổi nào đó để mà kìm hãm lại cái mức độ mà cái mức độ lạm phát đến bây giờ đó, thì nó sẽ là con số 1%. Nên vì vậy vào cái thời điểm này mình cho rằng nó khá là nhạy cảm nha anh em. Mặc dù chúng ta đã có nhiều cái tín hiệu vui là BIX nó đã hồi phục trở lại rồi. Và tại sao nhạy cảm thì ở đây mình có thể chia sẻ cho anh em và một cái biểu đồ tăng trưởng của cái tình hình chung trên thị trường đó. Thì như anh em cũng biết được rằng là mặc dù BIX nó đã tăng, đúng không, dường như là 2-3 ngày qua thì mỗi ngày nó tăng có khoảng là gần 10% một ngày, đúng không, tăng rất là ghê đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có Ethereum nữa nè, cũng tăng khá là mạnh. Nhưng mà đây chỉ là hai cái đồng coin lead thị trường mà thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn lại á, những cái altcoin khác, và phần lớn những altcoin khác thì dường như chúng tăng trưởng không có mạnh lắm, đúng không anh em, và thậm chí là chúng đang bị dậm chân tại chỗ nữa đó. Thì cái điều này nó cho ta thấy là cái tín hiệu gì? Cái điều này nó cho ta thấy một cái tín hiệu rằng là có thể là những cái nhà đầu tư họ đã dịch chuyển dần cái dòng vốn của mình từ altcoin qua nằm Bitcoin và qua nằm Ethereum. Tại vì là trong một cái tâm lý chung sợ hãi như vậy anh em, trong một cái tâm lý chung sợ hãi trên thị trường đó, thì dường như là chỉ có Bitcoin và Ethereum là hai cái đồng coin mà người ta tin tưởng nhất thôi. Còn những cái altcoin còn lại là dường như là người ta sợ hãi rằng là nếu mà cái chu kỳ nó kéo dài và cái nền kinh tế vĩ mô ở bên ngoài nữa, giống như kiểu chúng ta thấy bây giờ là lạm phát nè, chúng ta thấy tỷ lệ thất nghiệp cũng khá là cao, và chúng ta thấy rằng là cái bức tranh kinh tế của châu Âu bây giờ nó cũng khá là tệ, đúng không, như tuần trước mình chia sẻ cho anh em, thì có lẽ là cái tình hình tiến triển của crypto nó cũng sẽ như vậy mà thôi. Vì vậy nên là cái việc mà họ nằm altcoin á, nó sẽ dường như là nó rủi ro hơn là họ nằm BTC và họ nằm Ethereum đó. Thì đó cũng là một phần lý giải tại sao mà anh em thấy là trong 2-3 ngày qua Ethereum và Bitcoin tăng khá là ghê, tăng khá là mạnh ha. Rồi, vậy thì cái điều mà tăng như vậy thì nó cũng khiến cho mình khá là bất ngờ, và cũng khiến cho phần lớn cộng đồng hiện nay khá là bất ngờ. Thì cái điều bất ngờ tại sao thì anh em cũng biết được rằng là sau khi mà cái chỉ số CPI nó đưa ra đó, nó đưa ra 9,1%, thì ai cũng nghĩ rằng là nó sẽ bắt đầu nó giảm giá mạnh hơn, đúng không? Chứ không ai nghĩ rằng là nó sẽ bắt đầu nó hồi phục lên mà đi 2-3 ngày tới gần 10% như vậy. Thì đã có rất cái nhiều lệnh short mà họ, tức là những cái lệnh mà họ trên thị trường phái sinh đó anh em, những anh em nào mà chơi thị trường tương lai sẽ biết đó ha. Thì đã có rất nhiều lệnh short xuống, nhưng mà sau khi nó hồi lên là thanh lý rất là nhiều. Thì anh em cũng biết là trong khoảng là 24 giờ gần đây, kể luôn từ cái ngày hôm qua đó, thì dường như là nó đã lên tới khoảng 1 tỷ đô thanh lý rồi, và trong đó là khoảng là chiếm là 70% là lệnh thanh lý short anh em ha. Và cái điều tiếp theo, cái nguyên nhân tiếp theo mà mình muốn trình bày ở đây, tức là cộng đồng rất là lo ngại là tại sao mà với cái tình hình như vậy thì đột nhiên BTC nó lại tăng trưởng đó, mà họ vào để mà họ short. Thì ngày hôm qua thì anh em thấy có một cái thông tin rằng là đây là cái ví cá voi lớn thứ ba thị trường ha anh em. Tức là cái ví này là đang nắm giữ, trước khi mà mình làm cái video này đó, thì cái số BTC mà cái ví này nó đang giữ là nó rơi vào tầm khoảng là 117.000 BTC nha anh em. Tức là nếu mà chúng ta ước tính ra cái giá trị đô la mà cái ví này đang nắm giữ đó, thì nó rơi vào tầm khoảng là 2,7 tỷ đô đó. Và vào ngày hôm qua đó, khi mà BIT á, nó đang lưỡng lự giữa cái ngưỡng gọi là 21 và 22k đó, thì đột nhiên cái ví này nó đã bắt đầu nó rút BTC ra. Nó rút BTC thì anh em có thể thấy ở đây, đây đó, anh em thấy cái con chỏ chuột của mình đó rút ra khá là nhiều. Thì khi mà mình ngồi mình cộng lại tất cả cái đám này đó, thì anh em biết rằng cái số BTC
được cái ví này nó rút ra, nó rơi vào tầm khoảng là 61.000 BTC nha anh em, một cái con số rất là ghê. Và nhiều người cho rằng á là cái việc mà tự nhiên bây giờ, trước đây á cái ví này nè anh em thấy không, mình chiếu cho anh em xem từ khoảng là như trên màn hình của mình đây là từ khoảng là đầu năm 2022 thì cái ví lớn thứ ba này đã liên tục mua BTC vào, liên tục mua BTC vào và không có bất kỳ một cái động thái nào để mà rút ra để mà xả cả. Thì đột nhiên ngày hôm qua khi BTC nó đang lưỡng lự ở cái ngưỡng gọi là 21-22 đó, thì đột nhiên cái ví này nó rút ra một cái số lượng lớn là đến 61.000 BTC như vậy. Và người ta lo sợ rằng là cái việc mà rút ra như vậy sẽ xả một cái cú thật là mạnh hay không. Vì thế nên đã có rất nhiều anh em vào thị trường fashion và short ngay từ cái giá mà tầm khoảng 21-22 và hôm nay đã cháy rất là nhiều. Bởi vì cái lệnh thanh lý, nó cái giá trị thanh lý trên tổng thị trường nó cũng dội lên khá là mạnh. Đó, thì thực chất đó, cái việc mà cái ví này rút ra khoảng 61.000 BTC đó, thì ở đây mình xin giải thích luôn. Thì đầu tiên cái ví này đã chuyển lên phần ít BTC thôi, là lên cái địa chỉ ví của sàn Coinbase ha. Và sau đó cái phần còn lại là phần số lớn còn lại luôn, nó rơi vào tầm khoảng là 60.998 BTC. Thì cái ví này đó, nó đã chuyển qua một cái ví khác đó anh em. Thì để cho anh em dễ hiểu, tức là trong 61.000 BTC cái ví lớn thứ ba này nó rút ra, thì nó chỉ chuyển một ít nhỏ lên sàn Coinbase, và cái phần còn lại á, nó chuyển sang một cái ví khác. Đó, thì ở đây á, mình có thể ngầm khẳng định rằng đó là thực chất cái ví thứ ba này nó rút ra 61.000, và 61.000 này nó phân tách lên sàn Coinbase để mà nó xả một cái số lượng rất là nhỏ thôi, và cái phần còn lại để mà nó tách ra một cái ví phụ của nó. Và cái ví phụ này đó bây giờ nó đã là 60.998, thì dường như là nó chiếm tới khoảng là hơn 99% trong số 61.000 BTC được rút ra. Đó, thì anh em biết được rằng á là thực chất bây giờ có thể rằng là cái ví lớn thứ ba này đó, bây giờ nó đang sở hữu hai ví. Một là cái ví mình vừa đưa hồi nãy cho anh em đó, còn hai là cái ví này là sẽ là cái ví phụ của nó. Và một cái điều khá là thú vị là khi mà nó chuyển 60.998 BTC qua cái ví phụ này đó, thì đột nhiên cái ví phụ này bây giờ nó lại trở thành cái ví lớn thứ 17 thị trường nha anh em. Cái ví Bitcoin lớn thứ 17 thị trường, và cái ví chính của nó vẫn là cái ví Bitcoin lớn thứ 3 thị trường. Chứ hoàn toàn là đã đánh lừa cộng đồng rằng là rút ra 61.000 và đem lên sàn để xả. Đó anh em. Với lại là cũng không có một cái lý do gì để mà đem lên Coinbase một đống 61.000 BTC như vậy để xả cả. Bởi vì một nguyên nhân sau đây, thì anh em cũng thấy được rằng đó là trong những ngày qua thì đã có một cái tin tức cho rằng đó là cái lượng Bit ở trên sàn Coinbase bây giờ đã lần đầu tiên sụp xuống và để cho Binance leo lên vị trí số 1, là sàn giao dịch số 1 đang nắm giữ nhiều Bitcoin nhất trên sàn ha anh em. Đó, thì anh em thấy cái biểu đồ ở đây, thì ở đây được đưa bởi một cái nhà phân tích đến từ Blockware Solution. Đó, thì cái điều này nó đã chứng minh rằng là cái vị thế bây giờ nó thay đổi rồi anh em. Tại vì anh em biết được rằng á là Coinbase á, đã luôn là một cái sàn giao dịch mà nắm giữ nhiều Bit nhất kể từ năm 2014, và năm 2017 là Binance là mới được ra đời nha anh em. Đó, mới được ra đời, và chỉ sau 4-5 năm thôi, thì mình xét trên một cái tuổi đời phát triển thì dĩ nhiên là Binance sẽ thua Coinbase rồi. Nhưng mà bằng những cái bước tiến vượt bậc và thần tốc trong những năm nay, cũng giống như là những cái nỗ lực đến từ CZ chẳng hạn, và cộng đồng Binance cũng rất là đông, nên là cái việc uy tín và cái độ phát triển của Binance thì dường như bây giờ là đang đứng số 1 thị trường rồi, và bây giờ đã vượt qua Coinbase về cái việc mà nắm giữ Bit. Thì cái điều này cũng là điều dễ hiểu thôi anh em, tại vì bây giờ anh em thấy được rằng đó là trong một cái chu kỳ, trong một cái cuộc khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra trên thị trường đúng không, thì rất nhiều người họ sợ lo lắng là việc để tiền trên sàn sẽ là một cái rủi ro rất là đáng ngại. Vì thế nên họ sẽ lựa chọn một cái sàn đó để mà giao dịch uy tín, để mà có thể mà bảo vệ tài sản của khách hàng. Thì dĩ nhiên á, là đối với cái việc mà dạo gần đây Coinbase đang một phần nào đó đang bị hoạt động kinh doanh thua lỗ khá là nhiều, đặc biệt là trong khoảng quý 1 là hình như trong đây thì mình cũng đã đề cập đến cho anh em là báo lỗ tới 430 triệu, và giá cổ phiếu Coin á, từ khi được niêm yết trên những cái sàn chứng khoán đó, thì như đến bây giờ cũng đã là giảm hơn 80% rồi. Và Coinbase dường như là những cái sản phẩm nào của Coinbase á, bây giờ cứ tung ra một cái là sẽ bị flop, tức là không có được sự mà hưởng ứng nhiệt tình đến từ cộng đồng. Còn Binance đó thì dĩ nhiên là bây giờ anh em có thể dễ dàng hình dung thôi là những cái sàn giao dịch bây giờ, thậm chí là ở trong mùa đông crypto đi, họ bắt đầu họ sa thải rất nhiều nhân viên, và họ bắt đầu họ cắt giảm cái hoạt động kinh doanh họ xuống rất là nhiều đúng không. Nhưng mà về phía Binance á, thì dĩ nhiên CZ có thừa tiền, có thừa nhân lực, và có thừa những cái nhân sự và tiềm lực tài chính để mở rộng hơn nữa. Dĩ nhiên với lại là anh em biết được rằng là dạo gần đây đúng không, kết hợp với Ronaldo nè, đó siêu sao CR7. I'm delighted to announce my partnership with Binance. Together
we are going to change NFT game and take football to the next level. And this is just the beginning. Rồi mở rộng phát triển, đi quan hệ pháp lý tùm lum tà la hết, Ý, Tây Ban Nha, Dubai, Bahrain, rất nhiều nơi mà để mà có cái sự hiện diện của Binance ở đó. Vì thế nên là nhiều người đã rất là tin tưởng Binance thôi và đã dường như là đã rút Bit ra để mà có thể chuyển sang Binance để mà giao dịch, để mà lưu trữ chẳng hạn. Thì cái điều này nó đã dẫn đến một cái việc gọi là Coinbase đã lần đầu tiên mà thua Binance đó, và Binance đã vươn lên cái vị trí số 1. Thì không có lý gì để mà nó giải thích cho cái câu chuyện hồi nãy mình vừa nói cho anh em, là không có một cái lý gì để mà một cái cá mập lớn mà đem một cái số lượng Bitcoin khổng lồ như vậy để lên sàn Coinbase để mà xả cả. Đó, thì cái điều đó chỉ để là đánh lừa cộng đồng thôi. Và vì thế nên mình cũng xin chia buồn anh em nào mà ngày hôm qua mà trong khoảng là 3-4 ngày hôm nay mà đã đi vào những cái lệnh sọ như vậy. Còn đối với anh em spot thì chúng ta vẫn, dĩ nhiên chúng ta vẫn tự tin nếu mà chúng ta tin tưởng vào thị trường. Thì dĩ nhiên là sau, mình nghĩ rằng là sau cơn mưa trời lại sáng mà thôi, sau một cái chu kỳ mà downtrend như vậy, thì trong tương lai chúng ta sẽ nắm bắt được nhiều cái cơ hội hơn ha anh em. Rồi, và một cái thông tin tiếp theo là cũng là một cái thông tin vui mà mình muốn đưa đến cho anh em. Đó chính là về cái công ty đào Bitcoin Marathon Digital. Thì như mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong một cái video của mình, là mình cực kỳ để ý đến hành động của Marathon ngay tại thời điểm này. Tại vì sao? Tại vì ngay tại thời điểm này, tất cả những công ty lớn nhất của cái ngành đào Bitcoin của chúng ta đó, thì dường như là họ đã xả hết rồi. Họ đã xả rất là nhiều rồi. Và chúng ta chỉ còn một cái phòng tuyến cuối cùng, đó chính là về Marathon thôi. Đây giống như kiểu là một cái cánh cửa niềm tin vậy anh em. Đúng, cái cánh cửa niềm tin vậy đó anh em. Vậy thì bây giờ đó, thì mặc dù á là Marathon đã có nhiều cái tín hiệu rằng là đang gặp rất là khó khăn. Ví dụ như là cái cơ sở hoạt động đào của họ là bị vướng cơn bão nè, tức là cái điều kiện thời tiết đó, họ rồi nó đẩy cái doanh thu của họ xuống rất là nhiều. Mà cái doanh thu ở đây á thì mình cũng đề cập đến cho anh em luôn, thì cái doanh thu của họ đó trong cái quý 2 là sụt giảm đến 44% anh em. Đó, 44% cái năng suất khai thác của họ. Đó, và cái những cái cơ sở đào của họ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cũng bị ảnh hưởng bởi khí hậu, cơn bão rất là nhiều. Vì thế nên cái việc mà họ bán Bit, cái phòng tuyến cuối cùng, nếu mà bán Bit, nếu mà xả Bit ra đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ gây một cái tâm lý hoảng loạn rất là lớn. Nhưng mà rất là may mắn là vào ngày hôm qua, Marathon đã thông báo với cộng đồng rằng đó, là bây giờ họ quyết tâm họ gồng Bit qua cái mùa downtrend này luôn. Và cái việc mà họ xử lý đó là họ đã chọn một cái giải pháp là họ kết hợp với hai cái nhà mà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn, đó chính là Applied Blockchain và tiếp theo là Computernode. Đó, thì hai cái nhà cung cấp này sẽ cung cấp cho họ những cái nguồn năng lượng điện để mà họ có thể họ tăng năng suất của họ hơn. Và ngoài hai cái nhà cung cấp này đó, thì Marathon cũng kết hợp với hàng chục cái công ty ẩn danh khác, những công ty lớn nhỏ khác, để mà cung cấp cho họ đủ cái nguồn năng lượng điện để mà họ có thể họ tiếp tục cái hoạt động khai thác của mình sau khi họ gặp cái sự cố như vậy, để mà họ đào ra nhiều Bitcoin hơn. Thì đây cũng là một cái động thái mình cho thấy rằng là Marathon rất là uy tín luôn anh em. Đó, thì sau khi mình đọc cái tin này, mình đã có một cái góc nhìn khác về những cái công ty đào hiện nay, và đặc biệt mình đã có một cái ấn tượng nhất định đối với Marathon Digital. Rồi, chúng ta hãy tiến tới một cái thông tin tiếp theo đi. Thì mặc dù cái việc mà đào như vậy đó, nó sẽ tác động tích cực đến cái việc mà phản ứng giá của Bitcoin khi mà một cái ông lớn, cái phòng tuyến như vậy họ đã đinh lên, họ chắc cú như vậy rồi. Nhưng mà về mặt pháp lý đó anh em, thì trong tuần này chúng ta cũng phải vướng bận một về mặt pháp lý ở bên cái lĩnh vực khai thác một tí, đó chính là những cái nhà lập pháp của Mỹ đó, và đặc biệt ở đây là cái bà Elizabeth Warren này nè anh em. Đó, cái bà này á, bà luôn được xem là một cái nhà lập pháp của Mỹ có một cái thái độ rất là thù địch với Bitcoin nha. Đó, thì bà và cùng một số cái nhà lập pháp khác á, đã gửi một cái bức thư lên ở đây đó, là lên là gửi tới Bộ Năng lượng DOE và Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA. Là bà gửi một cái bức thư lên này để bà nói gì? Để bà yêu cầu những cái cơ quan này đó là nên là gắt gỏng với thợ đào hơn, nên yêu cầu thợ đào là phải báo cáo thông tin về cái nguồn năng lượng khí thải mà họ đã sử dụng trong cái quá trình họ khai thác, và phải răn đe hơn đối với cái lĩnh vực khai thác này. Tại vì cái lập luận của bà Elizabeth Warren đó là bà nói rằng là cái việc mà thợ đào đang lãng phí cái nguồn năng lượng quá là nhiều đi, và cái việc lãng phí như vậy là sẽ gây tác động tới môi trường, chưa kể cái việc đào gây tốn điện rồi thải khí thải ra gây ảnh hưởng tới thiên nhiên, gây hiệu ứng nhà kính. Thì bà cũng đã rất là gay gắt khi mà gửi một cái bức thư đó đến với Bộ Năng lượng để mà họ có thể họ giải quyết cái trường hợp này. Thì đây cũng là một cái áp lực pháp lý mà bên phía thợ đào nó đã đối mặt trong dường như là kể từ cuối quý 4 năm 2021 tới giờ rồi anh em. Nhưng mà tại sao mình lại đưa cái tin này? Tại vì trong thời điểm hiện tại đó thì chúng ta cũng khá là nhạy cảm đối với những cái mảng về pháp lý. Đó, nhưng mà đây là một cái hành động phản đối đầu tiên và cụ thể nhất mà mình có thể ghi nhận được trong tuần này ha anh em. Mình chuyển chủ đề một tí ha. Thì như đây, một cái gương mặt mà mình nghĩ rằng ai ai cũng biết,
trong cái thị trường này, và đặc biệt là tại thời điểm hiện tại luôn, khi ông đã quá là nổi tiếng bởi cái việc gọi là tung ra những cái gói cứu trợ hàng trăm triệu đô đối với những cái nền tảng lending đang gặp khủng hoảng. Thì trong tuần này đó anh em, thì CEO của FTX đó thì cũng đã đưa ra thì ở đây là ông đã đưa ra một số những cái lĩnh vực mà blockchain có thể được ứng dụng trong cái lĩnh vực đó, để mà khiến lĩnh vực đó trở nên là thực tiễn hơn đối với mọi người và có tiềm năng hơn. Thì khi thì ở đây thì nó cũng như một cái chuyên mục xe kèo thôi anh em. Đó, một cái chuyên mục xe kèo. Thì anh em cũng biết rằng á, trong một cái loạt tweet mà CEO FTX đưa ra đó, thì ông rất là nhấn mạnh cái việc mà blockchain có thể ứng dụng được ở đâu. Thứ nhất là blockchain có thể ứng dụng được ở cái mảng thanh toán. Thứ hai là ở cái cấu trúc tài chính truyền thống, ở đây mình gọi tóm tắt là cái market structure đó, là về mặt cổ phiếu và chứng khoán anh. Đó anh em. Và cái thứ ba chính là social media, tức là về mặt mạng xã hội truyền thông. Thì ở đây thì ông cũng đã giải thích khá là rõ về cái việc mà tại sao là blockchain có thể giải quyết được vấn đề thanh toán, blockchain có thể giải quyết được những vấn đề như là về giao dịch cổ phiếu, mà khi mà ông lấy cái trường hợp gọi là cái trường hợp mà GameStop á anh em. Đó, một cái trường hợp mà anh em biết được rằng là đầu năm 2021, khi mà chúng ta đã có một cái trường hợp gọi là những cái nhà giao dịch cổ phiếu Phố Wall họ bán khống cái cổ phiếu GameStop rất là nhiều, sau đó bị một cái cộng đồng bên Reddit họ chống lại, và cuối cùng là hồi sinh được cái công ty GameStop đó, mà nó gắn liền với Dogecoin đó. Thì cái sự kiện đó mình nghĩ rằng ai cũng biết. Và cái điều cuối cùng là có thể giải quyết mạng truyền thông xã hội. Thì tại sao mình nói ở đây là cái chuyên mục xe kèo, thì anh em cũng biết được rằng là mình nhìn nhận một cái điểm quan điểm trùng lập ở đây á, thì nếu mà anh em nào mà theo dõi CEO của Binance là CZ đó, thì anh em thấy được rằng là trong năm qua thì CZ mỗi lần tweet lên cái gì đó là giống kiểu là crypto nó sẽ theo một cái xu hướng gì, có thể là social fi, có thể là web3, khi ông tweet khá là nhiều. Thì đây cũng được xem là một cái chuyên mục xe kèo của CEO FTX, khi mà ông có thể nói được rằng là blockchain có thể đạt được nhiều cái thành tựu, nhiều cái ứng dụng nhất định trong ba cái lĩnh vực này. Thì cũng đã có rất nhiều người họ cho rằng đây chính là một cái tín hiệu ẩn của CEO FTX, như là về mảng thanh toán thì chúng ta sẽ đi kiếm những cái token ở trong mảng thanh toán chẳng hạn. Về mảng market structure thì chúng ta sẽ đi kiếm những cái dự án mà nó làm về mảng này. Và cuối cùng là về mảng social media thì chúng ta sẽ đi kiếm những cái token làm về mảng này chẳng hạn. Đó thì đây thì đối với riêng cá nhân mình thì đây nói vui cho anh em là xe kèo thôi, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì đây cũng giống như là một cái lời khuyên, một cái lời nhận định để mà củng cố cái niềm tin của các nhà đầu tư trong cái thị trường blockchain này. Tại vì anh em biết được rằng là mặc dù chúng ta đang giao dịch cũng khá là nhiều, chúng ta nói về những cái câu chuyện mà ứng dụng blockchain, chúng ta nói về những cái gọi là cái tiếp nhận trên về mặt thực tiễn và cả pháp lý nữa, nhưng mà thực sự nếu mà bây giờ mà tìm ra được một cái thực tiễn nào đó để mà ứng dụng hoàn toàn blockchain vào cuộc sống thì dường như là nó không có, và tất cả chỉ đang nằm trên ở những cái mảnh giấy, những cái viết để mà viết ra ý tưởng mà thôi. Đó rồi, và không những đưa ra những cái chuyên mục xe kèo vui hồi nãy nữa anh em, mà ngay cả CEO FTX ấy, thì ông cũng đã có một cái tuyên bố khá là gắt. Đó chính là sao? Đó chính là về việc ông nói rằng á là cả FTX và cả Alameda Research và cả cá nhân ông nữa thì sẽ không có ngại để mà mất tiền để mà có thể giúp cho cái crypto này phát triển. Thì cái việc mà ông nói rằng là ông không ngại mất tiền ở đây là gì? Thì anh em cũng, mình sẽ dò lại một tí ở quá khứ nha anh em. Thì anh em cũng biết được rằng là trong quá khứ đúng không, chúng ta có BlockFi, chúng ta có Voyager Digital, là những cái tổ chức, những cái nền tảng lending mà đã bị lâm vào cái cuộc khủng hoảng đó anh em, cái cuộc khủng hoảng thanh khoản rồi. Và FTX và Alameda Research của Sam đó, thì ông đã đưa ra những cái gói cứu trợ, thì ở đây mình có liệt kê cho anh em, tức là 400 triệu và 200 triệu ở đây. Nhưng mà cuối cùng á thì cũng không có cứu được Voyager Digital, và nó dẫn đến một cái câu chuyện là Voyager Digital là đã nộp đơn phá sản rồi. Đó thì có nhiều người cộng đồng bàn tán là ok, cái hành động anh hùng của ông có thể được ghi nhận, nhưng mà tại sao ông lại bung tiền như vậy để mà cuối cùng không có cứu được, vậy cái số tiền đó nó quá là lãng phí. Đó, nó tới khoảng là 250 triệu đô lận mà. Thì đó, thì đây cũng như là một cái lời lập luận để khẳng định lại, để bác bỏ lại những cái lời đó về anh em. Thì ông nói là nếu mà có một cái cơ hội để mà cứu một ai đó thì ông sẽ không có ngại để mà bỏ tiền ra. Tại vì biết đâu được với cái khoản mà tiền ông bỏ ra như vậy có thể cứu được một ai đó, và cái việc đó nó có thể là giúp crypto ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng phát triển hơn thì sao. Đó ha, thì cái đó là cái lập luận của ông. Và chúng ta hãy xét lại một tí nữa, đó chính là có thể là cái lập luận của CEO FTX là dường như là khá là dễ thở hơn đối với CEO Binance. Thì anh em cũng biết được rằng là trước đây CEO Binance ông từng có một cái tuyên bố nó còn thẳng thừng hơn nữa, là chúng ta không nên cứu bất kỳ một cái công ty nào mà đã gây tác nhân xấu đối với cái thị trường này cả. Và dĩ nhiên Binance cũng sẽ chọn để cứu thôi. Nhưng mà Binance sẽ chỉ chọn những cái công ty nào mà tốt, những cái công ty nào mà có thể để quay lại thị trường với một cái vị thế tốt hơn, chứ không giống như FTX là sẵn sàng, không có ngại va chạm, không ngại mất tiền, sẵn sàng cầm tiền mà bung ra anh em.
Đó, thì cái điều này nó đã dẫn đến là trong khoảng là vào khoảng là đầu tháng 7 thì anh em cũng thấy được rằng á là cái quan điểm mà về cái vấn đề giải cứu thị trường thì ngay cả CEO của Binance và Sam FTX thì hai ông cũng đã có lời qua tiếng lại trên mạng Twitter và cũng khẩu chiến với nhau kể từ đó luôn. Đó thì chúng ta cũng thấy được là mặc dù họ là những người nhà lãnh đạo của thị trường đó, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái chính kiến riêng, đúng không anh em, và thậm chí họ không có ngại va chạm nhau nữa. Và đó là cái điều mình cho rằng nó khá là thú vị đối với crypto. Và một cái điểm tiếp theo mà rất là đáng chú ý trong cái tin tức này là anh em biết được rằng á là sao? Đó chính là CEO của FTX á, ông còn chia sẻ thêm một cái điểm nhỏ nữa mà chúng ta phải cực kỳ lưu ý ở cái điểm này mà mình muốn truyền tải cho anh em. Đó chính là ông nói là sàn giao dịch FTX á, là đã bắt đầu có những cái kế hoạch đầu tiên để mà chuẩn bị mua Bitcoin nha, để mà chuẩn bị mua Bitcoin nếu giá của BTC giảm đến một cái mức nhất định. Thì về cái mức này là giá bao nhiêu thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không biết được rồi, tại vì chỉ có những người trong cuộc mới biết với nhau thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được rằng á, chúng ta nên biết rằng là sàn FTX và CEO Sam á, thì ông cũng đã có những cái kế hoạch chuẩn bị để mua Bitcoin rồi đó. Và khi mà ông đưa ra một cái tuyên bố này đó thì bây giờ giá Bitcoin nó cũng đang dao động ở khoảng là 20.000 tới 23.000, đúng không, nó chưa bơm qua khỏi 30.000 nữa đó. Và trong một cái video phỏng vấn với ông Rao Paul đó, cái ông này là ông cựu CEO của ngân hàng Goldman Sachs anh em, thì á Sam cũng đã nói rất là rõ rồi khi mà bàn luận về các vấn đề gọi là những cái vấn đề kinh tế vĩ mô và cái vấn đề mà thị trường đang gặp phải đó. Thì trong cái video này á, nếu mà anh em click và anh em nghe những cái lời mà Sam nói á, thì Sam sẽ nói là tôi không chắc rằng đây sẽ là đáy hay không, mà cũng không biết được rằng là ngày mai có thể là đáy hay không, mà chúng ta đã hình thành đáy chưa. Nhưng theo cái quan điểm của tôi đánh giá từ những cái góc độ mà kinh tế vĩ mô hay sau đó thì dĩ nhiên rồi, có thể là chúng ta đã hình thành đáy rồi đó, và chúng ta đang đi qua nó, chúng ta đang dần hồi phục lại đó. Và cuối cùng ông còn nhấn mạnh là đây không phải là một lời khuyên đầu tư nữa. Thì dường như là sau những cái mà lập luận đó thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng là đoán được rằng là có thể một phần nào đó thì đối với CEO của FTX thì khi mà Bitcoin đang dao động cái giá là 20.000 đô trong cái khoảng này thì nó đã là đáy của chu kỳ này rồi đó ha anh em. Thì ở đây thì chúng ta chỉ đoán với nhau như vậy thôi, chứ ở đây không phải là mình khẳng định là đây sẽ là đáy, và đây cũng không phải là lời khuyên đầu tư nữa anh em ha. Rồi, và chúng ta sẽ tiến đến một cái thông tin mà mình cho rằng là một cái thông tin cuối cùng của cái video này. Đó thì cũng là một cái tin vui dành cho anh em Ripple, đó chính là Jack McCaleb là đã không có còn để mà XRP để mà có thể xả ra thị trường nữa anh em. Thì cái này mình xin tóm tắt lại là như sau. Thì Jack McCaleb đã từng là một trong những nhà đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Ripple tầm khoảng năm 2014, 2015, 2011 gì đó, tức là những cái năm về trước. Thì sau khi mà ông cùng với Ripple phát triển á, thì sau đó thì ông với đội ngũ lãnh đạo của Ripple dường như là có những cái mâu thuẫn nhất định và đã tách ra. Và anh em biết cái đồng Stellar, cái đồng mà XLM đó, thì bây giờ là Jack McCaleb là sau khi tách ra khỏi Ripple là đã thành lập cái đồng Stellar đó. Thì nhưng mà sau khi mà tách ra như vậy đó anh em, thì đã có một cái cuộc ngồi lại đàm phán giữa Jack McCaleb và đội ngũ của Ripple là sẽ trả cho Jack McCaleb là khoảng là hình như là mấy tỷ, khoảng 8-9 tỷ gì đó XRP, nhưng mà sẽ giống kiểu là trả dần anh em, chứ không phải là trả một cục đó, cứ trả dần như vậy. Và sẽ có những cái điều khoản để mà cho Jack McCaleb không có xả ra một lần, tại vì là nếu mà ông cầm một đống mà ông xả ra một lần thì nó sẽ ảnh hưởng tới giá, tới biến động giá của XRP trên thị trường, đúng không? Và cả hai cũng đã có những cái thỏa thuận riêng với nhau để mà có thể xả, để mà cho phép Jack McCaleb á cầm cái số XRP tiền bồi thường đó để mà xả ra từ từ thôi. Thì đến thời điểm hiện tại đó là sau 8 năm rồi anh em, sau 8 năm thì và tầm khoảng là vào đầu tuần này đó, thì chúng ta đã có một cái thông tin rằng là dường như là sau 8 năm chờ đợi, 8 năm xả liên tục, thì cộng đồng Ripple bây giờ đã rất là vui mừng sau khi mà Jack McCaleb đã thực hiện một cái lệnh xả XRP cuối cùng của mình. Và theo những cái on-chain để mà theo dõi được những cái số XRP mà Jack McCaleb đã xả ra đó, thì anh em thấy được rằng ở đây mình có cập nhật cho anh em đó, thì ở đây là trong khoảng vài năm qua thì Jack McCaleb ông đã bán được khoảng là dường như là, nếu mà bán tính ra cái giá trị mà của USD đó, thì dường như là ông đã đem về được khoảng là 3 tỷ anh em, 3 tỷ USD nha anh em, một cái con số mà khá là lớn. Nhưng mà cái điều này đó, nhưng mà cái điều này nó cũng chứng minh được rằng là sau khi cộng đồng Ripple, cộng đồng holder của XRP, sau khi mà Jack McCaleb đã xả hết ra như vậy rồi, thì dĩ nhiên là cộng đồng Ripple là cái tin vui nhất rồi, tại vì chúng ta sẽ không có phải mà bị lo lắng về cái vấn đề là cứ tháng nào cũng bị chịu một cái lực xả ồ ạt từ cựu CTO của Ripple nữa. Thì cái điều này nó cũng hình dung ra được một cái câu chuyện rằng là Ripple nói chung và XRP nói riêng, và cũng với như cộng đồng nữa, thì sẽ có một cái chiều hướng đi lên
trong tương lai, nếu như mà cái vụ kiện của SEC đó dường như là sẽ được kết thúc nếu mà Ripple có một cái chiến thắng nào đó ở trong tương lai, và mình hy vọng rằng là cái điều đó nó sẽ xảy ra vào năm 2023 anh em. Rồi, mình nghĩ video cũng đến đây cũng khá là dài rồi, nên là mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Bye bye anh em. Bye.